Hello hello xin chào tất cả bạn nhá, mình là LTL đây, nhận dài mã số 03 đến từ Bắc Giang. Thì ok nhá, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip cực kỳ là kinh dị luôn. Hôm nay mình tiếp tục giả bot nha mọi người. Đấy, một bộ trang phục cực kỳ là huyền thoại luôn. Cái mặt gọi đẹp dai nhất FIFA luôn. Thì hôm nay mình sẽ quyết định giả bot để đi đá tem cốt tiếp nhá. Để xem gặp thanh niên nào, các thứ không, có thanh niên nào cho mình chơi cùng không hay là lại khinh thường mình thì hơi mệt mọi người ạ. Thì mình cũng có một event nho nhỏ bên shop ảo của mình nhá. Thì mọi người chỉ cần vào quay trên 10 lần thôi thì khả năng mình tặng kim cương là rất là cao nhá. Tặng 900 đến 3.000 kim cương mọi người ạ. Mọi người nhớ vào shop ảo mình quay nhá, tăng tỷ lệ cực kỳ cao luôn. Thì không linh tinh như thuyền nữa. Bây giờ mình sẽ đi đá tem cốt luôn nhá. Ok, tem cốt ở đâu ta? Đây rồi, bây giờ mình sẽ đi đá tem cốt luôn nhá. 688 là gì nữa ta? 6253 đi. Không được, ok lại nha. 688 6252 đi. Đủ. Á đủ con bot. Mình mới chơi bạn ơi. Bot gì? Á đủ con bot thằng nghèo này. Sao bạn cười mình nghèo đâu? Mình mới chơi mà, bạn dạy mình chơi đi, sao bạn khinh thường người khác thế? Tao không dạy mấy thằng nghèo. Thế mày có AK cùng xanh không? À đù. Bạn giàu đấy. Mày đừng có khinh thường tao. Tao biết mày giàu rồi nhưng mà mày đừng bao khinh thường người khác. Mày nghĩ mày có mấy khẩu AK giống xanh mà tao sợ mày à? Cẩn thận đấy. Thế chứ sao? Bố. Ừ ok, mày đừng có khinh thường người khác. À, gặp ngay thanh niên trẻ trâu, mày sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 2004 đây. À đù. 2004 à? Tao 2005 đấy. Nào. À đù. Mày sợ chưa? Mày phải gọi tao bằng ông đi. Không cái gì, boss đúng là boss. Nghèo kia. Ê đù, mày nhìn đồ tao thế này mày lại khinh thường tao nhưng mà tao bắn hơi bị hay đấy. À đù, con boss như mày bắn được như thế nào? Ok, tao bắn hơi bị kinh đấy, mày đừng bao khinh thường tao. À đù, thế thì solo không? Mày gạ tao solo á? Mày bắn được tao không? Mày... Con bot như mày ăn chốt 7-1. Chốt 7-0. 7-0, 7-1 luôn á. Được, bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào, tao cho mày 1-7 luôn. Nào, mày dám solo tao, được, ok, bây giờ tao phóng nhá. Tao cho mình vào chiến okay. Đấu luôn nhá. Ok luôn. Ok. 7-0. Thì ok bạn á, mình đã tạo hoàn thành công nhá. Bây giờ mình sẽ chiến đấu luôn với thanh niên nhà giàu nhưng mà khinh thường người khác mọi người, để xem cái kết cục như thế nào. Thì khả năng là trận đầu mình sẽ chấp thanh niên đấy. Đấy, một cho thanh niên đấy ăn được một kill của mình đúng không? Đấy, để cho thanh niên đấy kiểu như là khinh thường ấy. Mấy thằng hay khinh thường là mấy thằng kiểu như là gây gáy xong cho ăn kill kiểu nó quay thường xong kiểu gì mình cho 7-1 luôn. Cho đỡ gáy mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ ra đây mình sẽ bắn ngu để cho nó giết mình. Mày giết tao đi. Đấy, bây giờ mình sẽ giả vờ bắn ngu để cho thanh niên này giết mình một mạng ấy. Không mấy mạng đấy, mọi người nhìn bắn siêu ngu ấy. Bắn mãi mới chết này. Ủa, bắn mãi còn không chết luôn này. Đấm mày một phát luôn này. Đấy, nào, cho mày bắn một viên nữa. Hay. Ok, thì bây giờ mình bắn thật nhá. Dám chốt mình 7-1 và bây giờ mình cho 1-7 luôn nhá. Mình đầu máu đấy, nhưng mà bắn hơi ngu mọi người ạ. Đấy là cái tội khinh thường người khác đấy. Đấy, thì mọi người muốn mình, bây giờ mình cũng định live stream trên app Boya. Thì mọi người muốn mình livestream như đấy thì mọi người nhớ comment nhá, nhớ qua xem mình nhá. Thì để mình có khả năng là trận sau mình sẽ xin vào bắn giả anh Việt thắng nên là mình phải tập luyện trên app đấy. Và tối mình sẽ livestream mọi người vào chơi chẳng hạn, tặng quà các thứ nhá. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube và theo dõi Boya mình nhá. Thì có gì clip sau mình sẽ ấy sau nhá. Thì bây giờ mình sẽ xử lý thanh niên kia luôn để cho nó đỡ gái mọi người. Anh editor lên nhạc cho em, lên. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys here can't help it, it's a habit. Knows that she wears short skirt and a jacket. First blood. Make her all alone on a mattress. I just
wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of clothes plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it. She's got a body like first blood. First blood.